Với lợi thế của đội chủ nhà cùng phong độ cao của những tay đập như Quốc Duy hay Khắc Huy, Trà Vinh sớm thi đấu lấn lướt và có chiến thắng trong vánh 25-13 ở set đấu đầu tiên. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà các học trò của huấn luyện viên Lê Văn Triệu làm được, bởi ở set 2, Đà Nẵng sớm lấy lại thế trận và một cuộc rượt đuổi tỷ số đã được diễn ra. Tại đây, sự chắt chiu cơ hội đã giúp đội bóng sông Hàn giành chiến thắng sít sao 25-23. Tiếp đà hưng phấn, Đà Nẵng đã không gặp quá nhiều khó khăn ở hai set đấu còn lại, qua đó hoàn tất cú lội ngược dòng với chiến thắng 3-1 để giành ngôi vô địch nội dung nam cùng một suất thăng hạng lên chơi giải vô địch quốc gia năm sau. Thật ra là không bất ngờ. Từ năm 20 tới giờ thì đội em 3 năm liên tiếp, năm nay năm thứ 3 liên tiếp vào đây để chung kết. Nhưng mà 2 năm trước, năm 20 và 21 thì gặp hai đối thủ là Bến Tre và Sở Thú Kiến Thiết Vĩnh Long, là hai đội đều thi đấu vô địch quốc gia nhiều năm. Còn năm nay thì chúng em hoàn toàn tự tin là chúng em có thể chiến thắng được trận chung kết năm nay. Ở một thông tin khác, nhằm chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia 2023, mới đây Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã công bố điều lệ giải. Theo đó, ngoài việc giảm bớt số đội tham dự xuống còn 20 đội ở cả giải nam và nữ, giải vô địch quốc gia năm sau sẽ diễn ra trong 3 vòng. Điều này nhằm giúp khán giả các địa phương có thể theo dõi trực tiếp các trận đấu đỉnh cao của sân chơi bóng chuyền hàng đầu Việt Nam. Cùng với đó, ban tổ chức vẫn duy trì việc sử dụng ngoại binh cùng 4 suất xuống hạng ở cả giải nam và nữ.